Và rất vui và được nồng nhiệt khi được lại gặp gỡ tất cả quý vị vào tối thứ sáu tại quán cà phê BBT của chúng tôi trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay. Và như thường lệ thì cũng xin phép được trân trọng gửi đến toàn thể quý vị một lời chúc mừng một năm mới thật an khang thịnh vượng, và chúc cho tất cả chúng ta có một buổi đêm thưởng thức cùng với guitar văn thức thật viên mãn. Kính thưa quý vị thân mến, và có vẻ như rằng tối đêm nay MC cũng như tất cả các ca sĩ đã chuẩn bị cho mình những ca khúc và cho phép MC được gửi đến quý vị một chủ đề trong buổi tối đêm nay, đó chính là tình yêu tan vỡ. Và trong cuộc đời của chúng ta ai cũng rung động ít nhất một người, mà đâu phải rằng người đó là một người cuối cùng, đúng không ạ? Và trong một tình yêu có sự tan vỡ, và người ta vẫn thường nói rằng tình đẹp là khi tình còn dang dở. Và kính thưa quý vị thân mến, những câu chuyện tình đẹp đó sẽ được tiếp nối trong buổi tối ngày hôm nay. Và ca khúc đầu tiên được gửi đến quý vị qua ca khúc được mang tên Tấm Ảnh Không Hồn, được thể hiện qua tiếng hát của chị Lý Nguyễn. Anh ngó về cuối trời, tay ôm kỳ vật tình yêu giữa tôi với người, chỉ còn chót lại tâm hình gìn giữ được thôi. Hình hài này giết lần tôi cũng bởi lời thề non hẹn suối. Trong nét mặt nhớ người hôn đi còn gặp nỉ non suốt đêm những lời, nào là nỗi tặng tâm hình để bớt lề lối, và còn thể thốt đầu môi yêu chỉ có mình tôi suốt đời. Từ khi tôi yêu người, chẳng chơi góc biển mưa xuôi, thay hình thay bằng đẹp đôi chia sẽ những khi buồn vui, ước vọng cùng người nên đôi, bây giờ tan thần mây khói vắng bóng không hồn. Tay hương tròn nỗi sầu đem thêm hình ảnh người tôi chót yêu quá nhiều, vài lần muốn hủy tâm hình mà có được đâu, vì tình người khắc đậm sâu vươn thật khó người yêu lúc đầu. Tình người khắc đậm sâu vươn thở khó người.
yêu lúc đầu. Vì tình người khắc đậm sâu, quên thật khó người yêu lúc đầu. Vì tình người khắc đậm sâu,